Chào mừng các bác đã quay trở lại kênh review chia sẻ về các sản phẩm về điện máy. Hôm nay các bác hãy cùng em so sánh TV OLED và TV QLED khác nhau như thế nào trên các dòng phân khúc TV QLED của Samsung và OLED của Sony mọi người nhé. Và rất mong được sự ủng hộ của mọi người bằng cách bấm đăng ký kênh để theo dõi các video mới nhất. Thì em sẽ đi lần lượt những cái model TV QLED của Samsung, rồi sau đó sẽ sang phía góc bên kia là những mẫu TV OLED của Sony để cho chúng ta chiêm ngưỡng được xem là những sự khác biệt và chúng ta nên chọn mà những thương hiệu như thế nào, những cái model như thế nào về dòng sản phẩm này. Dạ vâng, nói về phần thiết kế đầu tiên thì chúng ta phải nói đến phần thiết kế của TV Samsung. Với các mẫu TV QLED chúng ta sẽ có rất nhiều các cái phân khúc khác nhau, từ những dòng TV tầm trung đến tầm cao cấp. Ở những dòng TV tầm trung thì thiết kế viền của nó thì được thiết kế viền bằng nhựa thôi và được thiết kế tràn 3 viền. Từ những dòng TV cao cấp trở lên như những dòng TV Q80B trở lên thì các bác sẽ được sở hữu khung thiết kế kim loại và thiết kế full 4 viền. Đấy. QLED Q80B, QL85B hay là QL90B ở đây thì các bác sẽ được sở hữu khung thiết kế tràn 4 viền, nó sẽ được đẹp hơn rất chi là nhiều. Những dòng TV QLED của Samsung thì sẽ có nhiều cái hệ lựa chọn hơn cho mọi người. Còn TV OLED của Sony thì ít sự lựa chọn hơn mọi người nhé. Trên các dòng TV OLED của Sony thì chúng ta sẽ thấy cái phần thiết kế của nó được full là 3 viền và cái phần viền của nó được thiết kế rất chi là mỏng. Phần mỏng ở phía phần bên ngoài này. Ở những dòng TV cao cấp của Samsung thì cũng sẽ có những phần thiết kế mỏng như này. Còn những dòng tầm trung thì nó không được sở hữu thiết kế tràn mỏng ra bên ngoài. Đấy. Đây là thiết kế phía bên ngoài của trên dòng TV A80K. Ở phía lắp sau lưng thì chúng ta cũng sẽ có những cái phần thiết kế mỏng dẹp của trên dòng TV OLED, là những phần thiết kế quen thuộc trên dòng TV của Sony rồi và nó sẽ bắt mắt hơn so với các dòng TV của Samsung. Ở phía đằng sau lưng của các dòng TV QLED của Samsung thì chúng ta cũng sẽ có những cái model nó thiết kế được mỏng như này, và các dòng TV khác thì có một số con nó thiết kế lồi ra như này. Đấy là phần thiết kế làm sau lưng. Về cơ chế đèn nền thì TV OLED sẽ sử dụng những cái dòng điện chạy qua và bắt đầu nhận những tín hiệu hình ảnh. Thì các diode phát quang sẽ tự phát sáng mà không cần phải thông qua những cái đèn nền hoặc là bộ lọc màu sắc. Trong khi đó những dòng TV QLED sẽ có những dòng điện chạy qua và giúp cho đèn nền và những hạt chấm lượng tử mới phát sáng để tạo điều khiển các mức độ sáng khác nhau. Từ đó mà hỗ trợ chất lượng hình ảnh có độ sắc nét cao hơn và màu sắc nó sẽ rực rỡ hơn trên dòng TV QLED. Rồi, tiếp đến là chúng ta sẽ so sánh về độ sáng và độ đen sâu trên hai dòng TV QLED và OLED các bác nhé. Ở các dòng TV QLED thì chúng ta sẽ có đèn nền và chấm lượng tử cần dùng những cái điện lăng để phát sáng và vẫn tồn tại một số ít các ánh sáng lọt qua khi mà có dòng điện không chạy qua. Nhờ đó mà cái độ sâu nó sẽ không được hoàn hảo bằng những dòng TV của OLED. Còn trên các dòng TV OLED thì chúng ta lại sử dụng những pixel để tái tạo ánh sáng, mang lại độ sáng tương đối tốt nhưng mà lại không được tốt bằng so với các dòng TV QLED của Samsung. Chúng ta sẽ sử dụng đèn nền riêng biệt kết hợp với những chấm lượng tử mang lại độ sắc nét tốt hơn. Về phần mức độ tiêu tốn điện lăng và cân nặng của các dòng TV QLED và OLED thì chúng ta có thể thấy là trên các dòng TV OLED sẽ sử dụng những cái tấm nền palette OLED cực mỏng và hầu như là không cần đến những cái backlit. Lên các dòng TV OLED sẽ có trọng lượng là nhẹ hơn, mỏng hơn so với các dòng TV QLED. Nhờ đó mà OLED sẽ mang lại cho chúng ta khả năng tiết kiệm điện năng được tối ưu hơn. So sánh về độ đồng nhất và các cái góc quan sát trên dòng TV OLED và QLED thì chúng ta sẽ thấy là TV OLED sẽ có độ đồng nhất gần như là hoàn hảo và giữ được chất lượng tốt hình ảnh ở mọi góc độ, sẽ có độ sâu, độ sắc nét, độ tương phản tốt hơn. Trong khi đấy thì các dòng TV QLED vẫn còn mắc phải những cái nhược điểm như là có thể nhìn thấy được cả đèn nền hoặc là tình trạng bị màu sắc từ các góc nghiêng, độ sâu của nó sẽ không được đồng nhất bằng trên các dòng TV QLED. Về các góc cạnh nhìn trên các dòng TV của Samsung QLED thì chúng ta cũng sẽ có những cái sự trải nghiệm rất là mượt mà. Tuy về phần độ mà LED các cái phần thiếu hụt ánh
thiếu hụt màu sắc trên các dòng TV QLED cũng đã được giảm thiểu rất nhiều rồi. Tuy nhiên để so sánh với QLED OLED của Sony thì nó cũng sẽ thấp hơn một chút, tức là OLED của Sony nó sẽ nhỉnh hơn một chút so với dòng TV QLED của Samsung về phần các cái góc nghiêng. Về phần giá thành thì chúng ta có thể thấy là TV của Samsung trên các dòng TV QLED sẽ có nhiều phân khúc để cho các bác lựa chọn hơn. Nếu mà so sánh các dòng phân khúc cao nhất của Samsung TV QLED thì nó giá cũng sẽ ngang so với các dòng TV OLED của Sony. Các dòng TV như LED QLED QL90B và so sánh với các dòng TV OLED của Sony thì giá nó cũng sẽ ngang ngửa nhau. Còn nếu các bác có muốn mua TV QLED mà giá thành tốt thì mọi người cũng sẽ lựa chọn những cái phân khúc giá tầm trung ở phía dưới này. Sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn, Q60, Q70 và Q80. Cho dù là các bác lựa chọn dòng TV OLED hay là QLED thì cũng sẽ có những cái sự khác biệt và nhược điểm hay là ưu điểm riêng của từng thương hiệu. Do đó mà các bác khi mà đi mua hãy cân nhắc lựa chọn cho mình một chiếc TV mà ưng ý nhất để kê trong phòng khách nhà mình. Lựa chọn QLED hoặc OLED thì theo em thấy là đều được cả. Thứ nhất là chúng ta phải vừa phù hợp với túi tiền của chúng ta, là lựa chọn trong phân khúc bao nhiêu và đủ để thỏa mãn nhu cầu sử dụng của chúng ta là được rồi. Đây là những cái phân tích của em về hai dòng thương hiệu TV OLED và QLED. Các bác nào có để lại có một câu hỏi gì hay để lại phần comment ở bên dưới để em sẽ tìm hiểu và chia sẻ thêm cho mọi người nhé. Vâng, em xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác trong những clip tiếp theo.